Chào tất cả các bạn. Hôm nay thì mình sẽ trên tay sản phẩm đến từ thương hiệu Viewsonic, một chiếc máy chiếu mini với mã là M2E. Các bạn để thấy đây, đây là máy hộp của máy chiếu M2E, nó khá là nhỏ gọn thôi. À, bên ngoài thì nó sẽ có logo của Viewsonic với M series đây, và dưới này thì có một cái dòng là Soundbar Hamakodon, tức là sản phẩm này tích hợp hai loa kép được tinh chỉnh và thiết kế bởi Hamakodon. Những cạnh bên còn lại thì một số thông số của máy thôi, và đằng sau thì có series, thông số và kích thước của sản phẩm. Hiện tại thì đây thì nó ghi một thông số, cái thông số về kích thước như là bề ngang nhân bề dọc thì nó chỉ khoảng tầm 184 x 184 mm, mà chưa đến 20 cm đâu. Kích thước là như vậy, khá là nhỏ gọn, còn trọng lượng của nó thì chỉ là 1 kg thôi. Bây giờ mình sẽ tiến hành lấy sản phẩm ra, ta cùng xem. Đây là bên trong hộp đựng máy chiếu chúng ta, thì gồm thứ nhất là gồm máy chiếu được đựng trong một cái túi như thế này. Đó, và đây là cái hộp phụ kiện thôi. Trong cái hộp phụ kiện này thì nó bao gồm thứ nhất là bề ngoài này, nó sẽ có biểu tượng của những cái phụ kiện bên trong, gồm một cục adapter này, một sợi dây nguồn này, một sợi cáp C2C này, remote, pin và túi đựng sản phẩm, sách hướng dẫn. Đó, đây là những cái phụ kiện đi kèm trong hộp mà đựng của chúng ta: dây nguồn, adapter, cáp C2C, remote, pin, túi đựng sản phẩm và sách hướng dẫn. Bây giờ mình sẽ bỏ qua một bên đã. Đây, các bạn thể thấy là máy chiếu Viewsonic M2E, một sản phẩm rất là nhỏ gọn luôn, nó chỉ chưa đến 1 gam tay, trọng lượng của nó chỉ là 1 kg thôi. Mình sẽ đi qua về thiết kế sản phẩm trước. Thì thiết kế bao trùm bằng nhựa, mặt trên là nhựa bóng màu trắng và những cái viền xung quanh là màu xám. Về mặt trước thì nó gồm có ống kính này, camera để lấy nét tự động, mắt nhận hồng ngoại và phần tản nhiệt. Và cạnh bên thì nó sẽ là gồm cái phần hệ thống tản nhiệt đây thôi, không có cái tích hợp nút bấm mà chúng ta sử dụng bằng là remote. Đằng sau này thì nó gồm một số cái cổng kết nối. Đầu tiên thì sẽ có nút nguồn này, cổng audio out này, cổng HDMI, cổng USB-C, cổng USB-A cấp nguồn 5V 2A và một cổng cấp nguồn. Và đây sẽ có thêm một cái cổng thẻ nhớ micro. Bên dưới thì gồm có tem của sản phẩm, một cái tem bạc, thông số sản phẩm, một số lưu ý, chân bắt ốc, ba phần chân bắt ốc đây, để chúng ta có thể gắn vào những chân tripod của máy ảnh. Ngoài ra thì ở dưới này nó sẽ thiết kế thêm một cái chân nâng ở đây để hỗ trợ những cái góc trình chiếu của chúng ta. Một số tính năng nổi bật trên máy chiếu Viewsonic M2E: máy chiếu có độ phân giải là Full HD với cái giải màu điện ảnh với độ bao phủ là 125%, led 709, được hỗ trợ bởi led thế hệ thứ hai, được đánh giá là có chất lượng màu sắc tốt hơn. M2E được tích hợp bởi loa kép được tinh chỉnh và thiết kế bởi Hamakodon. Ngoài ra còn rất nhiều tính năng thú vị khác như là kết nối thông minh Wi-Fi để có thể phản chiếu màn hình từ điện thoại của bạn lên, không cần kết nối có dây, tính năng Bluetooth để chúng ta có thể kết nối ra những cái thiết bị âm thanh bên ngoài, và cổng USB Type-C để chúng ta có thể truyền trực tiếp những nội dung từ Nintendo Switch. Sau đây thì mình sẽ có những cái video test chất lượng hình ảnh cũng như chức năng chính của chiếc máy chiếu Viewsonic M2E.
The Bluetooth device is connected successfully.